Con em đã đến với kênh YouTube của mình. Thì ok, bây giờ mình sẽ quay mặt trời trên Sài Gòn rất là đẹp luôn nha anh em. Ok anh em nha. Anh em thấy trời trên Sài Gòn màu rất là đẹp đúng không? Màu hồng này là màu hồng nha anh em. Cái này là màu hồng đó anh em. Rồi, thấy không, màu hồng kìa, hổ kia có núi lửa luôn anh em, mà nó bây giờ nó biến mất rồi. Đấy, ở bên đây dài thoảng xuống luôn, đẹp lắm anh em, màu hồng nha, cái này là mặt trời màu hồng.